Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 149 của chương trình tự học thuyết pháp vỡ lòng. Và trong bài này chúng ta sẽ học đại từ nhân xưng y. Và chúng ta nhìn vào sơ đồ đây, mình đã học đại từ nhân xưng làm siêu đê, rồi chúng ta đã học đại từ làm siêu y, rồi sau đó chúng ta đã học đại từ o, và bây giờ tới đại từ y. Đại từ y có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là nó thay thế một bổ ngữ về nơi chốn, complément de lieu, và tôi sẽ giải thích thêm với các ví dụ. Chức năng thứ hai là đại từ y thay thế một danh từ chỉ vật, nom de chose, có giới từ à đứng trước. Chúng ta để ý nhé, chức năng thứ nhất là thay thế cho một bổ ngữ về nơi chốn, complément de lieu. Thứ hai, đại từ y thì thay thế cho một danh từ, mà danh từ này là chỉ có chỉ vật ở tô màu vàng, nom de chose, và danh từ chỉ vật này có giới từ à đi trước. Như vậy chúng ta nhớ y đi với à, đây là một cái bắt buộc phải nhớ, nếu không chúng ta sẽ lộn qua đại từ ong mà mình học ở trước. Đại từ y đi với một danh từ chỉ vật và danh từ này có giới từ à đi trước. Và bây giờ chúng ta coi từng chức năng. Chức năng thứ nhất, đại từ y thay thế cho một bổ ngữ về nơi chốn, gọi là complément de lieu. Complément de lieu là gì? Chúng ta để ý trong mấy câu ở bên dưới. Câu số 1 chúng ta có động từ aller, câu số 2 chúng ta có động từ habiter. Đại khái hai câu này dùng hai động từ này là hai động từ vi. Vi tức là nó không có đối tượng, đi không có đối tượng, nhưng mà đi đâu thì đó là hoàn cảnh. Nó là cái bổ ngữ về hoàn cảnh, complément circonstanciel de lieu, hoặc có khi là de temps. Động từ habiter cũng như vậy, động từ habiter là một nội động từ, verb của anh transitive, nó không có đối tượng. Ở đây chúng ta có chữ mà gạch dưới, đây là đối tượng về hoàn cảnh, complément circonstanciel, và tôi xin ghi ra để chúng ta có dịp ôn lại này, complément circonstanciel de lieu de temps de cause de manière, vân vân. Chúng ta có những cái bổ ngữ mà người ta gọi là bổ ngữ về hoàn cảnh, tức là đi theo một động từ mà nó không có đối tượng, nhưng mà nó có bổ ngữ. Bổ ngữ có thể là về nơi chốn, về thời gian, về nguyên nhân, về cách thức, vân vân. Ví dụ tới động từ ngủ, chúng ta buồn ngủ, chúng ta ngủ không có đối tượng, động từ ngủ không có đối tượng, nhưng mà nó có thể có hoàn cảnh ngủ. Ví dụ chúng ta đi làm về mệt quá, coi tivi rồi ngủ ở phòng khách, đó là hoàn cảnh. Rồi chúng ta ngủ từ mấy giờ tới mấy giờ, đó là hoàn cảnh. Động từ ngủ không có đối tượng nhưng mà có hoàn cảnh. Sinh ra cũng như vậy, tôi chào đời. Tôi chào đời là một nội động từ net là một nội động từ, mà tôi chào đời vào năm nào, tháng mấy, đó là hoàn cảnh về thời gian. Rồi tôi sinh ra, tôi chào đời ở thành phố, ở một địa danh nào, đó là complément circonstanciel de lieu. Như vậy trong chức năng thứ nhất này, đại từ y thay thế cho một bổ ngữ về nơi chốn, tức là complément circonstanciel de lieu. Ví dụ chúng ta lấy ngay ví dụ là Paul va à Lyon aujourd'hui. Động từ aller như chúng ta đã nói là một nội động từ, nó không có bổ ngữ, như nó không có đối tượng trực tiếp hay là gián tiếp cũng không có đối tượng, nhưng mà nó có hoàn cảnh. Hôm nay anh Paul đi thành phố Lyon. Anh ta đi tới thành phố Lyon bằng tàu TGV, tàu cao tốc. TGV là viết tắt của Train à Grande Vitesse. Người ta nói tắt, viết tắt là T này, G này, V. Người ta không có nói dài dòng cả chữ đầy đủ, người ta nói là TGV là ai cũng hiểu. Anh Paul hôm nay đi tới thành phố Lyon. Đây là một bổ ngữ về nơi chốn, Paul va à Lyon. Và bây giờ chúng ta muốn thay chữ Lyon này, bởi vì trong câu thứ hai, trong câu trả lời, nếu chúng ta dùng lại Lyon thì nó không có tốt, bởi vì lặp đi lặp lại. Chẳng hạn như Paul va à Lyon aujourd'hui, il va à Lyon en TGV. Chúng ta không có dùng chữ y nhé. Nếu chúng ta không dùng y đó, thì câu sẽ như thế này: Paul va à Lyon aujourd'hui, il va à Lyon en TGV. Câu này không sai, nhưng mà không hay do bởi chữ Lyon xuất hiện hai lần, lặp đi lặp lại hai lần. Do đó người ta thay, và người ta biết chức năng của Lyon ở trong cái câu này này. Ở chữ Lyon mà chúng ta muốn thay,
nó là complément de Dieu, và đã là complément de Dieu thì chúng ta có đại từ y để thay thế, và bây giờ chúng ta không cần lặp lại chỗ này nữa, chúng ta dùng đại từ y, và đại từ y cũng giống như các đại từ khác, đại từ nhân xưng khác, nó nằm trước động từ, nó phải nằm trước động từ. Như vậy chúng ta có thể đặt y ở đằng trước, in liva en TGV, và chữ in là thay cho allium, như vậy allium không cần thiết nữa và chúng ta xóa đi. Đó là cái cách chúng ta thay liva, chúng ta dùng đại từ y để thay cho một bộ ngữ về nơi chốn. Câu ví dụ số 2 cũng vậy. An habite actuellement à Lisbonne. Đột habite là một nội động từ, nó không có đối tượng, nhưng mà nó có hoàn cảnh. Hiện nay chị An đang cư ngụ ở thành phố Lisbon. Lisbon là thủ đô của Bồ Đào Nha đó. Như vậy Lisbon là một complément circonstanciel de lieu của động từ habiter, và chúng ta nếu mà không thay thì chúng ta sẽ phải lập đi lập lại hai lần. An habite actuellement à Lisbon. Chúng ta chưa thay nhé, tôi sẽ ra như thế này. En habite à Lisbon de piano. Như vậy là chữ Lisbon này, cái nơi chốn này lặp đi lặp lại hai lần, và chúng ta biết là có một đại từ là đại từ y, nó thay thế cho một complément de lieu, tức là thay cho Lisbon, là và đại từ y chúng ta để trước động từ en li habite de Pisana. Như vậy chúng ta có thể xóa danh từ Lisbon, không cần xuất hiện lần thứ hai. Ở câu trên chúng ta thấy in liva, anh ta đi đến đó, tức là thay cho Lyon. Ở bên dưới en li habite, habite là thay cho thành phố Lisbon. Ví dụ số 3, Jean est sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées là tên của một đại lộ đẹp nhất của Paris đó, và cũng có người nói là đây là đại lộ đẹp nhất thế giới. Les Champs-Élysées tên của một đại lộ nhưng mà là danh từ số nhiều, và chúng ta biết Champs chỉ riêng cái chữ này thôi nghĩa nó là cánh đồng Élysée, nhưng mà đây không mang nghĩa là cánh đồng, đây là một đại lộ nằm trong thủ đô Paris, ở quận 8 của Paris. Như vậy ngay trung tâm Paris không phải là cánh đồng, nhưng mà bản thân cái chữ này nó là cánh đồng, do đó người ta dùng giới từ xuyên. Anh Jean đang đứng trên đại lộ Champs-Élysées, anh ta ở đó từ hồi 12 giờ trưa tới bây giờ. Y là thay cho Champs-Élysées, là một nơi trốn. Anh ta đang ở đâu? Anh ta đang ở Champs-Élysées, và chúng ta không cần thiết lặp lại nữa, dùng đại từ y để thay thế cho nó. Hiện nay tôi đang ở nhà, je suis chez moi. Tôi đang ở nhà và tôi sẽ ở nhà cho tới 6 giờ chiều. Ví dụ mình gọi điện cho ai đó, bạn đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà tôi và tôi ở nhà tới 6 giờ. 6 giờ tôi đi học lớp tối chẳng hạn. Je suis jusqu'à 6 giờ du soir. Y là thay cho chez moi. Như vậy chez moi là một nơi trốn. Bạn đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Và bây giờ không cần thiết lặp lại chữ ở nhà nữa, chúng ta dùng đại từ y. Đại từ là một chữ dùng để đại diện cho một danh từ mà mình không muốn lặp lại. Như vậy chúng ta thấy trong chức năng thứ nhất, đại từ y thay thế cho một bộ ngữ về nơi chốn, un complément de lieu. Chức năng thứ hai của đại từ y là thay thế cho một danh từ chỉ vật. Chúng ta phải nhấn mạnh cái chữ này, danh từ chỉ vật, chỉ có chỉ vật thôi. Nhưng mà danh từ này lại phải có giới từ à đi trước. Il remplace les noms de choses précédés par la préposition à. Chúng ta lấy ví dụ, je pense à mon pays, động từ penser đòi hỏi giới từ à, tôi nghĩ tới quê hương đất nước tôi. Đây có lẽ là lời của một người đi xa đó, đang sống ở nước ngoài, nói là tôi nhớ về quê hương đất nước của tôi. Je pense à mon pays. Vậy mon pays là đối tượng của động từ penser, nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới đất nước, nhưng mà đây lại một danh từ chỉ vật. Chúng ta không thể dùng đại từ được, mà chúng ta không thể, không phải là nơi trốn, tôi xin lỗi, không phải là nơi trốn mà là một danh từ chỉ vật, đằng trước có giới từ à, đây không có ý nghĩa là nơi trốn nhé. Đây là một danh từ chỉ vật mà có giới từ à đi trước, thì chúng ta có thể thay mon pays này bằng y, à mon pays này bằng y, và để trước động từ j'y pense souvent. Tôi xin nhắc lại, mon pays này không có nghĩa là nơi trốn nhé. Ở trên là nơi trốn, đi tới Lyon, đi cư ngụ ở Lisbon, rồi đang đứng ở trên đại lộ Champs-Élysées, rồi ta đang ngồi ở trong nhà tôi, Champs-Élysées có à Saint-Thierry, chúng ta sửa lại cho chính xác.
Assam TV. Còn ở bên dưới này, tôi nhớ về quê hương tôi, nghĩ về, tôi tưởng nhớ, tôi nghĩ về quê hương tôi. Như vậy động từ pense đòi hỏi dưới từ à. Như vậy đối tượng đi sau này, danh từ đi sau là một danh từ chỉ vật mà có dưới từ à đi trước, chúng ta thay bằng y, j'y pense souvent. Ví dụ số 2, động từ participer cũng là một động từ đòi hỏi dưới từ à, tham gia vào gì, tham gia vào cái gì, tôi tham gia vào dự án này. Như vậy động từ participer đòi hỏi dưới từ à, và bây giờ chúng ta không muốn nhắc tới danh từ sub project là dự án này nữa, thì chúng ta thay bằng y, là bởi vì đứng trước danh từ sub project có dưới từ à. Dưới từ à này là do động từ này nó quyết định, trong cấu trúc động từ này có dưới từ à, do đó chúng ta có thể thay bằng y, j'y participe depuis le début. Tôi tham gia vào dự án này, tôi tham gia vào đó, vào cái dự án đó từ lúc ban đầu. Je réfléchis à sa proposition. Động từ réfléchir là suy nghĩ về cái gì? Động từ này cũng đòi hỏi dưới từ à. Une proposition là một lời đề nghị. Tôi đang suy nghĩ về lời đề nghị của người ấy. Je réfléchis. Để chúng ta thấy là trong ba câu ví dụ này thì các đối tượng này, mon pays này, ce projet này, sa proposition này, các danh từ này là danh từ chỉ vật và đứng trước có dưới từ à. Bây giờ chúng ta không muốn lặp lại lần thứ hai thì chúng ta dùng đại từ y. Je pense à mon pays, j'y pense souvent. Je participe à ce projet, j'y participe depuis le début. Je réfléchis à sa proposition, j'y réfléchis. Và chúng ta có một điều lưu ý, tôi để là lưu ý quan trọng. Lưu ý quan trọng là bởi vì ở lên trên chúng ta đã tô màu vàng chỉ dùng cho danh từ chỉ vật. Nếu là danh từ chỉ người thì làm sao? Nếu là với danh từ chỉ người thì chúng ta phải dùng pronotonic. Pronotonic chúng ta chưa học, chúng ta sẽ học sau, nhưng bây giờ tôi cũng đưa ra câu ví dụ cho mọi người có khái niệm. Vẫn là động từ penser này, ở trên cũng là penser này, penser à, ở bên trên je pense à mon pays. Mon pays là một danh từ chỉ vật, chúng ta có quyền thay bằng y. Ở dưới je pense à Paul, tôi đang nghĩ tới anh Paul. Paul là danh từ chỉ người, ở trên là chỉ vật thì được dùng y, ở dưới là người không được dùng y mà phải dùng pronotonic, je pense à lui. Đây là vấn đề mà chúng ta chưa học. Câu thứ hai cũng như vậy, je pense à Marie, tôi đang nghĩ tới chị Marie. Marie là một danh từ chỉ người, do đó chúng ta không thể dùng y được mà je pense à elle. Pronotonic dành cho phái nữ là à elle. Động từ s'intéresser cũng đòi hỏi dưới từ à, nhưng mà ở đây đi với danh từ chỉ người thì chúng ta không thể dùng y mà chúng ta sẽ phải nói là pronotonic. Je m'intéresse à Paul, tôi rất quan tâm tới anh Paul. Je m'intéresse à lui, tôi rất quan tâm tới chị Marie. Je m'intéresse à Marie. Je m'intéresse à elle. Tôi xin nhắc lại cái lưu ý này, chúng ta chưa học. Chúng ta chưa học theo cái trình tự của các bài này thì bài này mình chưa học. Nhưng mà tôi xin nhắc nhé, chúng ta phải nhớ hai cái màu vàng này. Người ta lưu ý chúng ta dùng y khi danh từ là danh từ chỉ vật. Nếu danh từ chỉ người thì chúng ta không dùng được. Và nếu các chị học được cái này thì tốt, nếu không thì để dành tới bài pronotonic chúng ta sẽ bàn về cái mục lưu ý này. Và bây giờ chúng ta làm bài tập. Sau đây là những câu hỏi về chúng ta áp dụng đại từ y, và chúng ta cũng phải tập dịch luôn. Người ta cho chúng ta một câu bằng tiếng Việt, mình dịch ra tiếng Pháp, và trong câu tiếng Pháp này chúng ta áp dụng đại từ y. Bạn ở lại Đà Lạt bao nhiêu lâu? Ở lại là rester. Chúng ta dùng vu đi nhé. Chúng ta quy ước với nhau là vu. Vu rester à Đà Lạt. Combien de temps? Vous restez à Đà Lạt. Combien de temps? Trong câu này chúng ta thấy tiền trong tiền đề này có một địa danh, có một nơi chốn là Đà Lạt. Và bây giờ trong câu trả lời người ta không muốn nhắc lại chữ Đà Lạt nữa, thì chúng ta sẽ làm này. Tôi ở lại đó 3 ngày. J'y reste 3 jours. Nếu chúng ta không dùng y thì chúng ta sẽ phải dùng là je reste à Đà Lạt. Tôi tạm ghi để cho các anh chị đối chiếu nhé. Je reste à Đà Lạt.
Nếu chúng ta chưa dùng y đó thì nó câu như thế này: Bạn ở lại Đà Lạt bao nhiêu lâu? Vous restez à Đà Lạt combien de temps? Chúng ta trả lời là Je reste à Đà Lạt 3 jours. Như vậy chúng ta thấy chữ Đà Lạt này xuất hiện 2 lần và chúng ta phải thay. Và khi thay thì chúng ta biết đây là một danh từ chỉ nơi chốn, thì đúng là trường hợp chúng ta có thể thay bằng y. Chúng ta không cần thiết lặp lại à Đà Lạt nữa, thay à Đà Lạt bằng y. Và bây giờ y đứng trước động từ je reste, y nằm đây ạ, y nằm đây, và hai nguyên âm gặp nhau thì người ta lược đi je reste 3 jours, y viết nhỏ. Đó là câu số 1. Câu số 2: Bạn cư ngụ ở Paris từ bao lâu rồi? Động từ cư ngụ là habiter. Vous habitez à Paris bao lâu rồi? Depuis combien de temps? Vous habitez à Paris depuis combien de temps? Nếu chúng ta không dùng đại từ y thì chúng ta phải làm như sau: Tôi cư ngụ ở thành phố Paris từ rất lâu. J'habite à Paris depuis très longtemps. Từ lâu lắm rồi. Depuis très longtemps. Từ mấy chục năm nay rồi. Depuis mấy chục de dizaines d'années. Đó, nếu mà chúng ta làm thì câu nó sẽ ra như thế này. Và chúng ta thấy, nhận xét thấy có một điều là, tôi sửa lại một chút. Chúng ta thấy có một điều là chữ Paris này xuất hiện 2 lần này. Bạn cư ngụ ở Paris bao nhiêu lâu rồi? Tôi cư ngụ ở Paris. Chúng ta thấy, tôi xếp cho ta thấy. Và chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại 2 lần. Và chúng ta biết là chúng ta có một đại từ có chức năng là thay cho một nơi chốn. Đây là nơi chốn. Tôi cư ngụ ở Paris. Complément de lieu. Chúng ta thay cái này bằng đại từ y. Đại từ y phải đứng trước động từ. J'y habite. Và bây giờ không còn à Paris nữa. Không cần thiết lặp đi lặp lại nữa. J'habite à Paris depuis très longtemps. Depuis des dizaines d'années. Dix là 10. Dizaine là khoảng một chục. Des dizaines là nhiều chục năm. Tuổi đó nhiều chục năm rồi. Và chúng ta đã dùng đại từ y. Bạn sẽ quay về Sài Gòn vào tháng 3 hay tháng 4? Tôi sẽ quay lại đó vào tháng 4. À, để dịch động từ quay về á, thì chúng ta có thể dùng động từ retourner. Chúng ta có thể dùng động từ revenir. Và hai động từ này đều ý nó là quay về chỗ cũ, nhưng mà nó có một chút sắc thái khác nhau. Retourner là cái chỗ từ đó mình đi và bây giờ mình quay trở lại. Còn revenir là gốc gác của mình, nhà của mình, quê hương của mình. Từ quê hương của mình đi và bây giờ mình quay trở về. Revenir là trở về đúng nơi mình ở, gốc gác của mình. Còn retourner trở lại một cái chỗ mà mình đã từ đó mình ra đi. Như vậy giả sử đây là thành phố Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn này, chỗ đó mình đã ở đây một thời gian rồi, bây giờ mình đi đâu? Bây giờ mình quay lại Sài Gòn. Thì chúng ta chọn động từ retourner đi. Bạn sẽ quay về Sài Gòn vào tháng 3 hay tháng 4. Vous retournez à Sài Gòn en mars ou en avril. Ở đây chúng ta thấy là có một nơi trốn này. Bạn sẽ quay lại Sài Gòn. Sài Gòn là một nơi trốn vào tháng 3 hay là vào tháng 4? Đây là câu hỏi. Và người ta trả lời tôi sẽ quay lại đó, tức là Sài Gòn, thì đây là một danh từ chỉ nơi trốn. Chúng ta dùng y, j'y retourne. J'y retourne. À, chúng ta chọn một tháng, tháng 3 cũng được. J'y retourne en, ở trên người ta nói tháng 4 đi. J'y retourne en avril. Như vậy chúng ta đã dùng đại từ y để thay cho một nơi trốn mà mình không muốn lặp lại. Vous retournez à Sài Gòn en mars ou en avril? J'y retourne en avril. Câu số 4. Bạn ra sân bay bằng xe buýt hay xe taxi? Ra tức là đi. Vous allez à l'aéroport en bus ou en taxi? Đây là một câu hỏi và chúng ta thấy trong câu hỏi này có một nơi trốn đi ra sân bay. Vous allez à l'aéroport. Và trong câu trả lời chúng ta không muốn lặp lại thì chúng ta dùng đại từ y, j'y vais. Và đây người ta nói là đi bằng taxi, j'y vais en taxi.
Như vậy y là thay cho sân bay, aeroport. Đại từ y thay cho một danh từ, một complement chỉ nơi trốn, đi đâu, đi ra sân bay. Và chúng ta thay bằng đại từ y. Câu số 5, anh ấy đã đi Hà Nội một mình hay đi với ai? Anh ấy đã đi một mình, tức là đi Hà Nội. Anh ấy, il est allé, quá khứ, il est allé à Hà Nội. Où ou avec qui? Il est allé à Hà Nội tout seul ou avec qui? Il est allé là au Saint-Louis. À Hà Nội, chúng ta phải để chỗ này là y tréma để cho nó tách âm ra. Và khi chúng ta có y tréma thì chúng ta sẽ thấy là đọc là Anoi. Il est allé à Anoi tout seul ou avec qui? Và câu trả lời chúng ta thấy là người này là anh ấy đã đi một mình, anh ấy đã đi đâu? Chúng ta phải cho nó một cái complement, anh ấy đã đi Hà Nội. Il li est allé tout seul, đi một mình. Và ở đây chúng ta thấy là y này là thay cho nơi trốn đây là thành phố Hà Nội. Il li est allé tout seul. Như vậy trong bài tập này chúng ta đã dùng đại từ y để thay cho những cái danh từ chỉ nơi trốn, chúng ta gọi là complément de lieu. Trong bài tập số 2, người ta yêu cầu chúng ta trả lời các câu hỏi này và sử dụng đại từ y theo như mẫu. Ở đây là một bài có ý nghĩa là sự trùng hợp. Coincidence, coincidence, coincidence là một sự trùng hợp, ngẫu nhiên trùng hợp. Ví dụ, câu ví dụ đây. Je vais à la piscine à 16h et vous? 14 giờ, 16 giờ tức là 4 giờ chiều tôi sẽ đi hồ bơi. Thế còn bạn, j'y vais aussi. Ở đây thiếu động từ aller này. J'y vais aussi à 6 giờ. Tôi cũng đi tới đó vào lúc 6 giờ. Vậy y là thay cho à la piscine. Một danh từ chỉ nơi trốn. J'y vais aussi à 6 giờ. Câu B, chúng ta chia động từ aller nhé. Trong bài này người ta yêu cầu chúng ta làm hai việc. Thứ nhất là chia động từ aller theo chủ ngữ. Rồi sau đó chúng ta dùng đại từ y. Nous thì nous allons. Chúng tôi đi tới rạp hát. Theater là nơi để mà nhà hát á. Nhà hát để diễn kịch, trình diễn văn nghệ. Chúng tôi đi tới nhà hát chiều thứ năm. Thế còn bạn, chúng tôi cũng đi tới đó chiều thứ năm. Nous y allons aussi, sự trùng hợp mà, aussi jeudi soir. Ở trên này, chúng tôi đi vào thứ năm, thì người kia trả lời, chúng tôi cũng đi thứ năm. Vậy y là thay cho nơi trốn là nhà hát. Nous y allons aussi jeudi soir. Mon frère, anh trai tôi, thì là ngôn thứ ba số ít, chúng ta chia là va, anh trai tôi. Mon frère va en Grèce, đi qua bên Hy Lạp vào tháng 6. Et vos amis, thế còn các bạn của bạn, họ cũng đi qua Hy Lạp bằng tháng 6. Họ cũng đi. In the vong, một thứ ba số nhiều. In the vong, en aussi, en juin. Ở đây chúng ta đã chia động từ aller nhé. Rồi bây giờ trong câu trả lời chúng ta thay nơi trốn bằng đại từ y. Ils y vont aussi en juin. Mes amis là ngôi thứ ba số nhiều. Chúng ta dùng vont. Mes amis, vont, vont là ngôi thứ ba số nhiều. Mes amis vont aux États-Unis à Noël. Các bạn tôi sẽ đi qua bên Mỹ vào dịp Noel. Thế còn anh Max là ngôi thứ ba số ít. Il va. Đi đâu? Đi qua bên Mỹ. Il y va aussi à Noël. Il y va aussi à Noël. Chúng ta dùng đại từ y để thay cho nước Mỹ. Il y va aussi à Noël. Và Noël, ơ này là ô tréma. Chúng ta phải đổi tréma thì mới phát âm ra thành Noël được. Kế tiếp, nu thì nu zalo. Chúng tôi đi cine vào thứ bảy. Thế còn Paula, nu zalo.
Ô cinema samedi, e Paula, chúng tôi đi cine vào thứ bảy. Thế còn chị Paula thì sao? Chị ta cũng đi cine vào thứ bảy. Enliva. Enliva osi samedi. Và chúng ta đã dùng đại từ y để thay cho chỗ là danh từ là cinema. Đi cinema. Bài tập số 3 người ta yêu cầu chúng ta trả lời các câu hỏi. Ở dưới có các câu hỏi. Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi mà dựa vào bài text mà chúng ta sẽ đọc đây và chúng ta thay bằng đại từ y. Bài text này là nói đề tài là art et science. Art là nghệ thuật, các nghệ thuật và các môn khoa học. Ce soir, Antoine va au Grand Palais avec son amie Isabelle. Chiều tối hôm nay, anh Antoine sẽ đi tới viện cái Grand Palais. Đây là tên riêng của một viện bảo tàng đó. Viện bảo tàng Grand Palais với cô bạn gái của mình là Isabelle. Chúng ta để ý động từ aller phải đi với dưới từ à. Ils s'intéressent tous les deux à la peinture et ils vont toujours ensemble voir des expositions. In đây là hai người này quan tâm tới hội họa và họ luôn luôn đi cùng với nhau để đi xem các cuộc triển lãm. Chúng ta để ý động từ s'intéresser đi với dưới từ à. Il fait beau aujourd'hui, hôm nay trời đẹp. Antoine et Isabelle vont marcher le long de la Seine jusqu'au Grand Palais. Hôm nay trời đẹp, do đó anh Antoine và chị Isabelle họ sẽ đi bộ dọc theo sông Seine để đi cho tới tới chỗ triển lãm tên là Grand Palais. Và xin mời các anh chị coi vị trí của Grand Palais. Đây là Grand Palais này. Một cái tòa nhà rất là cổ, bây giờ được ghi nhận là di tích lịch sử của Paris đó. Tòa nhà này nằm ở sát đại lộ Champs-Élysées. Champs-Élysées là một đại lộ đi từ Place de la Concorde đi lên cho tới Khải Hoàn Môn và nó nằm ở chỗ này. Và bây giờ chúng ta thấy nó nằm ở gần ven sông, do đó anh Antoine và chị Isabelle đi bộ dọc theo sông Seine. Đi từ đâu chúng ta không, người ta không nói, có thể đi từ trên này đi xuống, có thể đi từ dưới này đi lên, mà đi dọc theo sông Seine để đi tới Grand Palais. Và Grand Palais là gì? Grand Palais des Champs-Élysées hay còn gọi là Grand Palais, Grand là lớn, Palais là một cái dinh thự, là một di tích lịch sử, là một phòng triển lãm và là một khu phức hợp bảo tàng tọa lạc tại Champs-Élysées ở Paris của Pháp. Như vậy đây là một di tích lịch sử nhé, đã được ghi được Bộ Văn hóa gọi là di tích lịch sử. Đây là một phòng triển lãm. Triển lãm chúng ta coi bên trên là exposition và là một khu phức hợp bảo tàng và đồng thời cũng là một viện bảo tàng. Việc xây dựng Grand Palais bắt đầu vào năm 1897 sau khi Palais de l'Industrie bị phá hủy để chuẩn bị cho triển lãm quốc tế năm 1900. Và sau đó cũng tạo ra Petit Palais và cầu Alexandre III liền kề. Đây là to nhé, chúng ta gọi là Grand Palais và bên này cũng là viện bảo tàng nhỏ hơn gọi là Petit Palais và đây là cầu Alexandre III, một trong những cây cầu bắc qua sông Seine và người ta gọi đây là cây cầu đẹp nhất bắc ngang qua sông Seine, cầu Alexandre III. Và sau khi đi qua cầu này chúng ta thấy tới đây là một cái khoảng trống người ta gọi là Esplanade des Invalides, ở cuối chúng ta sẽ thấy Điện Invalides. Như vậy đây là chị Isabelle và anh Antoine đi bộ dọc theo sông Seine. Và chúng ta cũng đọc thêm một vài chi tiết để biết là hai anh chị này tới đây làm gì. Tòa nhà được thiết kế để trở thành một địa điểm quy mô lớn cho các sự kiện nghệ thuật chính thức. Một phần trên của tòa nhà đề cập đến chức năng này với dòng chữ ghi rằng Đài tưởng niệm được Cộng hòa dành tặng cho vinh quang của nghệ thuật Pháp. Như vậy, Grand Palais là nơi triển lãm những công trình nghệ thuật, điêu khắc, hội họa, vân vân. Đây là dành cho nghệ thuật. Ở đoạn trên chúng ta thấy Antoine đi với cô bạn gái của mình là Isabelle đi tới Grand Palais để coi nghệ thuật, exposition triển lãm nghệ thuật. Trong khi vợ của Antoine, La Femme d'Antoine, tên là Gloria, ne s'intéresse pas à la, cô ta lại không quan tâm tới nghệ thuật. Động từ s'intéresser đi với dưới từ à. En général, nói chung, elle s'intéresse plutôt à la science et aux techniques. Nói chung, cô ta lại quan tâm tới khoa học và kỹ thuật. Ce soir, tối hôm nay, Gloria va à la Villette à bicyclette avec François, le mari d'Isabelle. Và tối hôm nay chị Gloria là vợ của ông này này sẽ đi tới La Villette là một khu triển lãm về khoa học kỹ thuật với chồng của cô này.
Như vậy anh này đi với cô bạn gái, rồi vợ của anh này thì đi với chồng của cô này. Tại vì hai người có cái thú thưởng ngoạn khác nhau, cặp này thì thích về nghệ thuật, cặp dưới hai người này thì thích về khoa học kỹ thuật. Ở bên trên chúng ta nói Grand Palais là nơi dành để triển lãm nghệ thuật, hội họa, điêu khắc vân vân, trong khi La Villette ở đây chỉ là một phần rất là nhỏ. La Villette là một công viên rộng nhất của Paris, gần 90.000 mét vuông, tức là gần 9 mẫu, được xây dựng vào năm 1867 theo quyết định của vua Napoleon. Trong công viên rộng 9 mẫu này thì có nhiều khu vực trồng cây rồi các cái tòa nhà, nhưng mà có Cité des Sciences, Cité là đô thị, đây là một khu vực dành cho khoa học và công nghệ, tạm dịch là thành phố khoa học và công nghiệp, là bảo tàng khoa học lớn nhất ở châu Âu. Ở đây chúng ta có cái quả cầu Giotto, là một cái phòng chiếu phim hình cầu, rồi có các khu vực để triển lãm và triển lãm về về khoa học và công nghệ. Như vậy, vợ của anh Antoine là chị Gloria thì lại đi với chồng của chị Isabelle là François đi tới La Villette để coi nghệ thuật. Chúng ta nhớ nhé, cặp trên kia đi coi nghệ thuật ở Grand Palais, cặp dưới thì đi coi về khoa học và công nghệ ở La Villette. Đây là công viên La Villette. Và dựa vào bài text trên, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau. Antoine va au Grand Palais avec Gloria. Có phải Antoine đi tới Grand Palais với Gloria không? Chúng ta nói đúng rồi. Anh Antoine đi tới chỗ đó với... À đây là không phải này. Gloria là vợ anh ta, không phải. Không phải thì chúng ta trả lời là không. Non. In. Ni va pas, anh ta không đi đến đó. Il ni va pas avec Gloria, anh ta không đi đó, đến đó với Gloria. Anh ta đi đi đến đó với Isabel, chứ không phải Gloria. Gloria là vợ anh ta, nhưng mà anh ta lại đi với cô bạn, bởi vì hai người này có đồng sở thích là đi coi triển lãm về nghệ thuật. No, il ni va pas avec Gloria. I là đại từ thay cho danh từ chỉ nơi trốn. Và nếu cần thiết chúng ta nói thêm này, il va avec Isabelle, anh ta đi đến đó với chị Isabelle, giống như trong bài. Câu số 2, Gloria s'intéresse à la science. Chị Gloria có phải là chị ta quan tâm tới khoa học hay không? Thì đúng rồi, bởi vì Gloria không quan tâm tới nghệ thuật nói chung, cô ta quan tâm tới khoa học. Động từ s'intéresser đi với giới từ à, tôi đã ghi động ở trên này. Động từ s'intéresser đi với à, ở dưới cũng đi với à, thì chúng ta trả lời là đúng. We L L là cô ta. L C interest. Có phải cô ta quan tâm tới khoa học không? We đúng rồi. L ở đây thiếu thiếu chủ ngữ. L tôi viết thiếu. LC s'intéresse, NC interest, tức là y là thay cho danh từ là khoa học. Cái này có phải cô ta quan tâm đến khoa học không? Câu số 3. Elle s'intéresse à la peinture, cô ta có quan tâm tới nghệ thuật hay không, tới hội họa hay không? Ở trong bài đã nói chị Gloria không quan tâm tới nghệ thuật trong đó có hội họa, thì chúng ta trả lời là không, chị ta không quan tâm tới tới đó. No, elle ne s'y intéresse pas. No, elle ne s'y intéresse pas. Y trong câu này thì lại là nghệ thuật. Tôi xin lỗi, lại là hội họa. Cô ta có quan tâm tới hội họa không? Không, cô ta không quan tâm tới nó, tức là tới hội họa. Và chúng ta coi ở trong bài bây giờ trả lời câu 4 và câu 5. Antoine va au Grand Palais en voiture. Anh Antoine đi tới Grand Palais bằng xe hơi phải không? Và chúng ta coi lại trong bài thì người ta nói là hôm nay là đẹp trời. Il fait beau aujourd'hui. Antoine cùng chị Isabelle đi bộ dọc theo sông Seine. Không thấy nói là đi xe hơi, đi bộ dọc theo sông Seine, thì chúng ta trả lời bằng câu phủ định. No, anh ta không tới. Anh ta là Antoine. No, il
N'est va pas en voiture. Nếu cần thiết chúng ta nói tiếp Il y va à pied. Anh ta đi tới đó bằng cách đi bộ. Y đây là tới Grand Palais, tới viện bảo tàng Grand Palais. Y này cũng là viện bảo tàng Grand Palais. Và câu hỏi cuối cùng dành cho anh François và chị Gloria. Chị Gloria và anh François đi tới công viên La Villette bằng xe điện ngầm phải không? Bằng xe metro phải không? Anh Antoine và chị Gloria không quan tâm, vợ của Antoine là Gloria không quan tâm tới nghệ thuật, nói chung cô ta quan tâm tới khoa học và công nghệ. Tối hôm nay Gloria đi tới công viên La Villette bằng xe đạp với François, đi tới công viên La Villette bằng xe đạp. Thì chúng ta phải trả lời bằng câu phủ định rồi, không phải đi tới đó bằng metro rồi. No. Hai người này là Ils n'y vont pas en métro. Họ đi xe đạp. No, ils n'y vont pas en métro. Và chúng ta cần thiết thì chúng ta thêm Ils y vont à bicyclette. Ils n'y vont pas. Y đây là tới công viên La Villette. Không đi tới đó bằng xe điện ngầm mà đi bằng xe đạp. Tới đó, in livon à bicyclette ivon. Như vậy là trong bài tập số 3 này chúng ta đã thực tập cả hai chức năng của đại từ y. Chức năng thứ nhất là dẫn đi thay cho một nơi trốn, Grand Palais này, rồi công viên La Villette này. Và thứ hai là thay cho một danh từ, và danh từ đó có một giới từ à đi trước, động từ s'intéresser. Chị ta không quan tâm tới hội họa, chị ta quan tâm tới cái gì đó. Như vậy chúng ta thấy trong bài này là đề cập luôn cả hai chức năng của đại từ y. Xin chào tất cả.